Toyota Corolla Antis đang nhận được ưu đãi với mức giá ngon ăn khiến các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C phải rẻ chừng. Theo ghi nhận, Toyota Corolla Antis đang được các đại lý tại khu vực Hà Nội giảm giá tới 50 triệu tiền mặt. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe còn được tặng kèm 2 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 20 triệu nữa. Như vậy, tổng ưu đãi mà khách hàng mua Corolla Antis tại thời điểm này đã lên tới 70 triệu, giá bán thực tế đã xuống dưới ngưỡng 700 triệu. Đây được coi là động thái giả kho nhằm đón phiên bản mới sắp ra mắt vào năm nay. Theo nguồn tin từ phía đại lý, Toyota Corolla Antis phiên bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Thậm chí mẫu xe hạng C này đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Ở thế hệ thứ 12, Toyota Corolla Antis được phát triển trên nền tảng mới TNGA tương tự Camry hiện hành ở Việt Nam. Xe sở hữu kích thước tổng thể chiều dài rộng cao lần lượt là 4.640mm. 1780 mm, 1.435 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm tương tự các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C. Corolla Altis mới sở hữu diện mạo trẻ trung hiện đại hơn so với thế hệ cũ. Kiểu dáng tổng thể của xe được tạo hình bằng những đường nét cứng cáp, góc cạnh và mạnh mẽ hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, cụm đèn pha, đèn hậu, lưới tản nhiệt trên Corolla Antis mới được thiết kế mảnh hơn bản cao cấp được trang bị đèn pha LED và mâm xe kích thước 17 in. Phía trong nội thất, Toyota bổ sung cho Corolla Antis 2021 các tính năng mới như màn hình hiển thị lớn, màn hình đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 7 in, cửa điều hòa phía sau và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 in kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe vẫn được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Âu, USB và Bluetooth giống đời trước. Vật liệu nội thất được cải thiện và ghế ngồi có phần đệm êm ái hơn. Hiện chưa rõ Toyota Corolla Antis thế hệ 12 sắp ra mắt tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ nào. Tuy nhiên tại Thái Lan, Corolla Antis mới có 3 phiên bản sử dụng động cơ xăng và 3 bản còn lại dùng động cơ hybrid. Xe cộ, xe cộ.